quả bầu rất là to nha. Ôi kiểu ông nhỏ xíu nhưng là quả bầu rất là to. Ôi rồi bầu quá phê luôn. Chào các bạn nha. Tại Hiếu sẽ chinh phục một tổ ong khói trên vết đá này nhá. Đi ra chỗ trên này nhá. Ở chỗ cây giấy của mình, tổ ong này mình đã thấy nó hơi lâu rồi. Bữa mình cắt keo thì mình thấy nhá các bạn nhá. Nhưng là chưa vừa bắt. Nóng quá, mình đã cởi áo ra các bạn ơi. Mùa này là mùa nắng nóng quá. Thì mình đã cởi áo ra rồi. Rất là mệt luôn nhá. Hiếu lên trên quay cho các bác xem nhá. Mang cả ba lô đi. Hiếu sẽ đi xem tụi ông khoe nữa chú. Cái vết đá này nhá. Nhưng là đây nhá, chú cái cây xanh xanh này nhá. Nhưng là mấy cái dây leo nó che hết cái vết đá nhá. Để Hiếu đi xem nó có to không nhá các bác nhá. Hiếu đi xem to thì Hiếu sẽ lấy tụi ông khoe này nhá. Trong vết đá này cũng siêu bự nhá các bạn nhá. Trong này nhá. Ôi rồi. Trong vết đá này cũng siêu bự nhá các bạn. Cũng rất là to nhá, siêu bự nhá. Để Hiếu sẽ lấy cho các bạn xem nhá. Đây thằng trên này. Chú cái vết đá này nhá. Khoái ạ. Rất là to nha các bạn nhá. Hôm nay Hiếu sẽ làm Hiếu đang chỉ muốn làm khói nhá. Hiếu sẽ chinh phục cho ông khói này nhá. Hiếu sẽ làm một bó khói cảnh treo nhá. Trên đây cây đang có đục khói nhá. Chỗ này thì rất chi là thất nhá các bạn nhá. Siêu to, siêu bự, siêu to nhá. Có siêu bự nhá, đây này nhá. Đây. Ông khoái siêu bự nhá. Tại đó bay nhá. Khoái này hả siêu bự nhá. Đây này nhá. Ô, quả bầu rất là to nhá. Ôi tổ ong nhỏ xíu nhưng là quả bầu rất là to. Ôi rồi quả bầu quá phê luôn, quá đẹp luôn nhá. Hiếu lại chinh phục tổ ong khói nhá. Hiếu sẽ quay cho các bác xem nhá. Đấy. Ôi ơi, hiện tại Hiếu đã tiết kiệm tổ ong khói nhá. Thằng xíu bự nhá. Ôi rồi quấy bầu một quá phê luôn. Có phê luôn nhá. Oh, có đẹp luôn các bác ơi. Đây quả bầu, đây quả bầu có uy tín luôn. Đây quả bầu có uy tín luôn. Hồi xưa thì nó ở đây nhá các bác nhá. Hồi xưa thì nó ở đây nhá. Gần cái giấy của mình, cái hàng lá này tối nay bữa mình thấy hơi lâu nhá, nhưng là mình không bắt nhá các bác nhá. Mình để tới giờ bác vừa mình mới bác nhá. Đây bên này bầu có cũng rất là bự nhá, quả bầu ạ. Đây để Hiếu khoái quả bầu cho các bác xem này. Ô cha, tầm hai ký gì đó các bác ơi. Ông chỉ nhỏ xíu nhưng là khoái thì khỏi phê luôn.
À, Điền ơn, chào mọi người nhá. Đây, có bầu có ý tiếng rồi nhá. Quất đẹp luôn nhá các bạn nhá. Ôi giời ơi, vấn kho này các bạn, cái nhẹ này, đây, quất đẹp luôn. Trình mà mật đang chạy nhá. Này xong rồi nhá. Và 2 ký thôi. 2 ký là có nha các bác nhá. Ông bay rất là nhiều. Đây này nhá. Giờ Hiếu đã chinh phục một tổ ong khói nhá.